Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đánh dậm với bố mình nha các bạn. Bắt đầu nào. Đây là nơi bố con mình sẽ đi đánh dậm nha các bạn. Một khúc suối có nhiều cỏ nha các bạn. Người hay đánh mẹ đầu tiên. Ít lắm như đâu, mẹ nào cũng có đâu. Đi nhặt lại mình con một mày đi đánh dậm mày biết. Chốc nó mày lấy muôi mà trao thì thấy nó nhanh. Không trao. Thấy lấy muôi trao thấy nó nhanh. Các động nước là động nước. Hết không mấy con tép nhỏ thôi. Cái tép này nhảy mà như thế. Mắt mũi mày kém nhỉ. Cái bố đang bắt tép nhỉ, sạch chứ. Con tép nhỏ không? Nhỏ, nhỏ quá thôi. Cái này mới to. Để tan nát. Bố con mình về thôi nào. Và đây là thành quả.